Từ xa xưa, cùng với sự phát triển của nhân loại, âm nhạc biết bao điều kỳ diệu là tiếng nói chung. Âm nhạc đã cảm hóa, tạo nên sự chia sẻ, yêu thương nhau. Âm nhạc đem đến sự bất ngờ, mà bất ngờ đến mức các bạn phải im lặng như đắm chìm vào không gian đổ. Và sau đây là sự bất ngờ dành cho các bạn, đó là chúng tôi là một gia đình, chúng tôi là một tập thể. Xin kính chào các bạn, chúc các bạn một niềm tin và hạnh phúc. Và hôm nay đây, chúng tôi tổ chức buổi văn nghệ tình trong tiếng hát, đó là sự khẳng định sự nhiệt huyết trong tập thể chúng tôi, tất cả là sự hoàn thiện, tạo nên một khối thống nhất đầy nghệ thuật. Sau đây chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Mở đầu xin mời các bạn thưởng thức tiếng thơ của nhà thơ Thu Vân với bài thơ Tình trong tiếng hát. Xin mời. Xin nhiệt liệt chào mừng tất cả các bạn đã về chương trình dự giao lưu Tình trong tiếng hát ngày hôm nay. Lời đầu tiên chúng tôi xin kính chúc tất cả các bạn chúng ta tươi như hoa nở trong xuân sâu, đẹp tựa hàng nga lộng lẫy trời, cất cao tiếng hát câu cười cho người thêm khỏe và cho đời thêm vui. Thưa các bạn, người ta thường nói nỗi lòng đã gửi vào thơ, nhờ thơ nói họ tiếng tơ tiếng tình.
Ngọc Tiến Thanh Luận với những bài lời thương ta ngỏ cùng nhau, hoặc những bài như là đất nước tình yêu, quốc khánh Hà Lợi với cặp song ca hoàn hảo, với cặp bài thơ tình của núi đời người đi xây hồ bộ vân vân. Ngoài ra còn những cặp của song ca khác, và có đặc đặc biệt ở đây tôi thấy là có mấy cặp vợ chồng mà chúng ta thấy rất hiếm rất quý, đó là Hiếu Nhân Hồng Nhung, cặp vợ chồng Đức Lương Thanh Tam và nhiều cặp vợ chồng nữa. Ít có đã tìm kiếm được những cặp vợ chồng có những tâm hồn cầm tiệm thích ca hát đi và thưởng tâm thật quý thật hiếm. Điều này nhiều người mong có mong rằng chúng ta sẽ cùng góp phim và Ngọt ngào